cập nhật nhanh tình hình dịch COVID-19 trên kênh YouTube FBNC. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những tin tức nổi bật như sau. Bang Missouri, Mỹ kiện Trung Quốc lên tòa. Tây Ban Nha kéo dài tình trạng khẩn cấp đến hết ngày 9 tháng 5. Tàu du lịch lớn cuối cùng trên biển đã cập cảng Genova, Ý. Ấn Độ ban hành lệnh hành pháp khẩn cấp để bảo vệ nhân viên y tế. Tại Trung Quốc thêm 10 ca nhiễm mới. Còn tại Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm nào trong tuần qua. Hà Giang tiếp tục phong tỏa thôn Tả Kha và cách ly một trạm y tế. Nối lại chuyến bay tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn từ đầu tháng 5. Theo thống kê của Worldometer, tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay 23 tháng 4, đã có hơn 2,6 triệu người trên thế giới mắc COVID-19, tăng thêm 79.000 ca so với ngày hôm trước. Trong đó, thế giới cũng ghi nhận thêm khoảng 6,5 ngàn ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong vượt hơn 184 ngàn. Cùng với đó, tổng số ca hồi phục trên toàn cầu là hơn 717 ngàn ca. Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn còn một chặng đường dài khi số ca tử vong toàn cầu vượt 183.000 người. Đừng nhầm lẫn, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, còn virus này sẽ ở với chúng ta trong một thời gian dài. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong cuộc họp báo trực tuyến gần đây. Cụ thể, tình hình dịch tại một số nước, Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca tử vong vượt 2.000 chỉ trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, so với mức tăng ngày hôm trước là 2.765, thì số ca tử vong mới này đã giảm. Trái lại, số ca nhiễm lại tăng, gần 30.000 ca nhiễm mới được ghi nhận. Hiện tổng số ca nhiễm tại Mỹ vượt 848.000 ca, số ca tử vong là khoảng 47.000 và số người phục hồi là 84.048. Tại Missouri, một tiểu bang ở trung tâm của Hoa Kỳ vừa cáo buộc Trung Quốc về tác động của virus corona đối với tiểu bang này. Đã có ít nhất 6.105 người nhiễm và 229 người đã chết vì dịch COVID-19 tại Missouri, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins. Theo CNN, Tổng trưởng lý của Missouri Eric Schmidt hôm thứ Ba 21 tháng 4 đã thông tin Missouri đang kiện chính phủ Trung Quốc và các tổ chức hàng đầu khác về vai trò của họ trong đại dịch coronavirus và những ảnh hưởng của nó đối với bang này. Theo đó, ông Eric Schmidt đã cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin, ngăn chặn những người tố giác và không có nhiều hành động kịp thời để ngăn chặn sự lây lan của dịch và đã đệ đơn kiện dân sự lên tòa án liên bang ở phía đông quận Missouri. Quốc hội Tây Ban Nha vừa bỏ phiếu thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 9 tháng 5. Đây là lần thứ ba Tây Ban Nha đã làm việc này. Lần tuyên bố tình trạng khẩn cấp đầu tiên là vào ngày 14 tháng 3, đưa ra các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di chuyển và kinh doanh. Phát biểu vào sáng thứ Tư 22 tháng 4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã cảnh báo rằng việc gỡ bỏ các hạn chế để trở lại với cuộc sống bình thường cần phải thật chậm và từng bước thì mới an toàn. Ông cũng cho biết sẽ thực hiện một hệ thống kiểm soát cho những người đi du lịch từ bên trong hoặc bên ngoài Tây Ban Nha để tránh các bệnh truyền nhiễm nhập khẩu nhiều hơn. Hiện Tây Ban Nha là nước đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ với khoảng 208.000 ca nhiễm và 21.000 ca tử vong. Giám đốc cơ quan y tế của Anh Trish Christie vừa nói trong cuộc họp báo hôm thứ Tư 22 tháng 4 rằng nước này sẽ phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội cho đến khi có vaccine hoặc điều trị coronavirus. Ông Christie cảnh báo rằng việc điều chế vaccine sẽ mất rất nhiều thời gian và trong thời gian đấy để kiểm soát dịch bệnh thì cần phải dựa vào các biện pháp giãn cách xã hội. Cho đến khi chúng ta có được vaccine và xác suất có được trong năm tới là vô cùng nhỏ. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nhìn nhận thực tế về điều đó. Chúng ta sẽ phải dựa vào các biện pháp xã hội, tất nhiên là sẽ gây rối cho mọi người như thời điểm này, nhưng đó là những gì chúng ta phải làm, ông Christie nói. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Anh là khoảng 133.000 ca. Số ca tử vong đã vượt trên 18.000 ca, đứng thứ 6 trên toàn thế giới. Tàu du lịch Costa Deliziosa vừa cập cảng Genova và nhân viên y tế đã sớm lên tàu để vận chuyển thi thể của một phụ nữ đã chết vào ngày 6 tháng 4 đến nơi xét nghiệm virus corona. Thành viên hội đồng khu vực Giacomo Giambetron nói với CNN rằng cái chết của người phụ nữ này dường như không liên quan đến virus corona, xét nghiệm chủ yếu là để phòng ngừa. Ngày hôm qua 22 tháng 4, 540 hành khách đầu tiên đã rời khỏi con tàu. Còn 897 người còn lại sẽ được di dời vào chiều thứ Năm 23 tháng 4. Theo ông Kim Bentron, con tàu rất sạch sẽ và không có người bị cô lập trên tàu. Liên quan đến Ý thì đến nay nước này đã ghi nhận hơn 187.000 ca nhiễm và hơn 25.000 ca tử vong. Khủng hoảng dịch COVID-19 trên toàn cầu đã lấy đi sinh mạng của nhiều con người và những người ở tuyến đầu trong việc chống lại cơn khủng hoảng này là nhân viên y tế thì phải chịu sự phân biệt đối xử, thậm chí là bị tấn công. Đó là trường hợp xảy ra tại Ấn Độ trong 2 tháng qua, khiến cho chính phủ nước này vừa phải đưa ra một lệnh khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng bạo lực đối với nhân viên y tế.
Hiện tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ là 21.370 ca, số ca tử vong là 681 ca. Trước đó, chuyên gia y tế cảnh báo rằng Ấn Độ sẽ có nguy cơ trở thành ổ dịch lớn nhất trên thế giới. Tại Trung Quốc, tính đến hết ngày 22 tháng 4, Trung Quốc báo cáo thêm 10 trường hợp mắc COVID-19 mới, gồm 6 trường hợp nhập khẩu từ nước ngoài và 4 trường hợp ở tỉnh Hắc Long Giang và Quảng Đông. Không có trường hợp tử vong nào mới và cũng không có trường hợp nghi nhiễm. Như vậy, theo báo cáo của Trung Quốc, tổng số ca nhiễm hiện tại là 82.788, số ca tử vong là 4.632 ca. Tính đến thời điểm hiện tại, 10 nước có số ca nhiễm và ca tử vong cao nhất là Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Trung Quốc và Nga. Còn tại Việt Nam, tính từ sáng ngày 16 tháng 4 đến nay 23 tháng 4, đã có một tuần liên tiếp trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Số ca nhiễm hiện vẫn là 268, trong đó 223 ca đã được trị khỏi, còn 45 ca đang được điều trị. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định điều chỉnh giảm hệ số thu nhập tăng thêm năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức để hỗ trợ phòng chống dịch và người lao động bị tác động bởi dịch COVID-19. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh quyết định cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3 chấm, hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần xuống còn 0,6 lần. Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3 chấm trở xuống, hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần giảm còn 0,8 lần. Với việc không còn trong nhóm nguy cơ cao và theo tinh thần của cuộc họp thường trực chính phủ chiều ngày 22 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh xác định kể từ ngày 23 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch theo tinh thần của chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó áp dụng các biện pháp hạn chế tụ tập đông người. Đối với việc cho phép hoạt động trở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể trong thời gian sớm nhất. Tính đến chiều ngày 22 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 2 ca mắc COVID-19 đang được tiếp tục điều trị. 52 trong số 54 ca đã khỏi bệnh và ra viện. Liên quan đến hoạt động vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi cho phép xe taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động trở lại từ ngày 23 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh lại phát đi thông báo hỏa tốc cho biết tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách công cộng. Theo thông báo này, tiếp tục ngưng vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ, xe du lịch hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh kể từ 0 giờ ngày 23 tháng 4 đến khi có thông báo mới. Còn tại Hà Nội, theo quyết định của Thủ tướng, Hà Nội đã được nới lỏng một số lệnh cách ly xã hội từ ngày 23 tháng 4. Theo đó, thành phố chỉ còn hai khu vực là huyện Mê Linh và Thường Tín tiếp tục thực hiện chỉ thị số 16 của chính phủ. Các khu vực khác thực hiện theo chỉ thị số 15. Một số loại dịch vụ được phép kinh doanh, nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngày 22 tháng 4, đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết, các chuyến bay thương mại tại Cảng Hàng không Vân Đồn sẽ có thể được nối lại từ đầu tháng 5. Dự kiến đường bay Vân Đồn Sài Gòn do Vietjet khai thác hàng ngày sẽ bắt đầu đón khách từ ngày 1 tháng 5. Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến một tuần từ 16 tháng 5. Bamboo khai thác hàng ngày từ 1 tháng 6. Đường bay Vân Đồn Đà Nẵng do Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến một tuần từ ngày 16 tháng 5. Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn sẽ tiếp tục yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích hành khách đeo khẩu trang tại sân bay cũng như trên các chuyến bay, đảm bảo khoảng cách an toàn tại các vị trí làm thủ tục. 100% đội ngũ nhân viên sẽ vẫn đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ. Được biết, chiều ngày 22 tháng 4, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn đã đón 298 hành khách là người Việt Nam từ nước ngoài về nhập cảnh an toàn. Tất cả hành khách được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly đúng quy định. Sân bay Vân Đồn đã và sẽ tiếp tục đón thêm đội ngũ chuyên gia nhân sự chất lượng cao của các doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam quay trở lại làm việc. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 22 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn tiếp tục phong tỏa thêm thôn Tả Kha thuộc thị trấn Phổ Bảng, huyện Đồng Văn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên quyết định tiếp tục cách ly trạm y tế xã Thanh Thủy từ ngày 22 tháng 4 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, chỉ vài giờ, huyện Đồng Văn cũng đã quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn Đồng Văn để cấp bách triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Khu vực này là nơi ghi nhận trường hợp đầu tiên tại tỉnh Hà Giang dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 268 người dân tộc Mông.
Ông Sấn Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn cho biết, bệnh nhân số 268 đang được theo dõi điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Đây là ca bệnh có những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt. Ngành y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Du lịch, cho đến ngày 22 tháng 4, có 63 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo với tổng số khách nước ngoài có nhu cầu rời khỏi Việt Nam là 383 người. Hiện có trên 3.000 khách nước ngoài đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc vì các lý do khách quan như cách ly, do các hãng hàng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến và quá cảnh đóng cửa biên giới. Như vậy, số khách nước ngoài muốn về nước thời điểm này chỉ chiếm 10%. Tổng cục Du lịch Việt Nam đã đề nghị các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có khách nước ngoài kẹt lại do dịch COVID-19 trên địa bàn, tạo điều kiện hỗ trợ miễn giảm tiền phòng nghỉ, tiền ăn đối với đối tượng khách nêu trên, cho đến khi Bộ Giao thông Vận tải thu xếp được chuyến bay đưa họ về nước. Tin tức vừa rồi cũng kết thúc bản tin cập nhật nhanh ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nổi bật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị tiếp tục đăng ký kênh để theo dõi.